câu thần chú. Có hai cái trường hợp mà làm cho khi mình làm phước một cái kéo dài cả trăm kiếp. Một là thuộc về đời, hai thuộc về tâm linh, là thường là nằm trong khoa học. Phát minh một cái điều gì mà cả nhân loại phải xài thì cái phước mình kéo dài rất là lâu. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là thuộc về tâm linh Phật Pháp, là cố gắng đóng góp cống hiến đời cho nhiều mà hưởng thụ rất ít. Ăn đừng tìm món ăn ngon, phải không ạ? Nhà không cầu ở nhà to, là không cần cái gì sang trọng. Nhớ như vậy cứ dè sản tiết kiệm lại, để tiền mà làm phước, nhớ như vậy. Rồi cái điều nữa, điều thứ ba nữa là lo tâm linh tu tập, biết lễ bái tôn kính Phật, biết ngồi thiền nhiếp tâm, quán thế gian này là vô thường, thường suy nghiệm về cái đạo lý từ bi, suy nghiệm về nhân quả, thường nói về nhân quả cho mọi người cùng nghe.